Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai của Đài Phát Thêm Truyền Hình Bình. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua Bắc Bộ có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Ngày hôm nay trời chuyển nắng trở lại, nhiệt độ trong ngày ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ phổ biến trong khoảng 30 đến 33 độ. Phía tây Bắc Bộ có nắng nhiều hơn, vì thế nhiệt độ sao đóng trong khoảng 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn 34 độ rình áp thấp cũng tác động đến thời tiết miền Trung, gây mưa rào và rông vào chiều tối và đêm. Mưa tập trung ở vùng phía tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Vào ban ngày, các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Bình Thuận nắng ráo nhưng cường độ không gắt với nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 35 độ. Nắng nóng chỉ xuất hiện một vài nơi từ Quảng Bình đến Phú Yên. Từ hôm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ bước vào một đợt mưa rông trên diện rộng với nhiều điểm mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa lớn dồn dập có thể kéo theo nguy cơ lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, sạt lở và lũ quét đi kèm, cần hết sức lưu ý. Do mưa nhiều nên nền nhiệt ở hai khu vực trên đều không cao. Nhiệt độ ở Tây Nguyên từ 30 đến 33 độ, nhiệt bộ ở Nam Bộ từ 31 đến 34 độ. Trở lại thời tiết biển, mê rông phát triển trên khu vực biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mình cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Trong đêm nay, ngày 27 tháng 5, khu vực từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và rông mạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật cấp 7, cấp 8, biển động. Các hoạt động hàng hải ở những vùng biển trên cần lưu ý đề phòng. Tiếp theo là phần dự báo thời tiết cả khu vực của tỉnh Quảng Bình đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi, ngày nắng, chiều chiều tối có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm từ 68 đến 89%. Khu vực miền núi mây thay đổi, ngày nắng, chiều chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 66 đến 96%. Khu vực thành phố Đông Hới mê thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, đoạn từ 70 đến 90%. Kết thúc bản tin là phần dự báo nhiệt độ các vùng trong tỉnh. Chúc quý vị và các bạn có ngày nghỉ của tuần vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!